đi của chúng con, đội trưởng ô để dâng lời khánh tuế. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Vương Hạnh dâng lời khánh tuế đến ô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Bái Bạch Hòa Thượng Chứng Minh, chúng con tăng ni là hậu thể xin được đối trước Chư Tôn Hòa Thượng và lời kính bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạc Đại Chứng Minh, kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ở thế gian thì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho trọn chữ hiếu mới là đạo Phật. Nhưng trong tinh thần Phật giáo, những người con xuất gia, những người xuất trần thường sĩ là trường tư của Như Lai, hàng đệ tử chúng con luôn luôn tâm niệm rằng ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, ân giáo dưỡng của hàng chư tôn tịnh đức trưởng lão hòa thượng mà chúng con luôn luôn hằng ghi nhớ, đó là chư lịch đại tổ sư truyền giới, truyền giáo và còn dương chánh pháp suốt cả cuộc đời, xuyên suốt qua trên hơn 2000 năm, để rồi ngày hôm nay hàng đệ tử xuất gia hậu thế của chúng con lại được quỳ gối được những bậc trưởng thượng lắng nghe và học hỏi những lời giáo huấn của ngài, từ những lời kính chỉ, lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn để lại. Các ngài đã nghiên cứu, đã học, đã sưu tầm, đã tu, đã trải nghiệm, để lấy đó truyền đạt lại cho hậu thế của chúng con những bước chân an lạc của quý ngài, từ thân hành, khẩu hành, ý hành, lấy giới luật làm đầu để truyền đạt cho hàng hậu thế của chúng con trên bước đường phụng sự đạo Phật hoằng dương chánh pháp. Những lời dạy ấy, những bước chân ấy, hàng đệ tử chúng con luôn khắc ghi và trong lòng, nhìn thấy chúng mà oai nghi lời dạy của quý ngài là lời vàng ngọc mà đệ tử chúng con không bao giờ quên được. Cho nên ơn giáo dưỡng một đời nên về mà nghĩa ân sư muôn kiếp khó khắc đạt đến. Ngay trong buổi lễ tưởng niệm ân giáo dưỡng cũng như ân sinh thành của cha mẹ trong mùa đại lễ Vu Lan, ngày hôm nay con xin được đối trước ngài cũng như thay mặt thiền viện chư tăng ni kính chúc ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật thử sự yên hạnh
và đạo quả viên thông. Những kính chúc về Ngài luôn luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh đã đại diện Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Đội Trưởng Ôn dâng lời thành tuệ. Giờ đây chúng con cung thỉnh Ôn có đôi lời chỉ dạy đến hàng thế tử xuất gia cũng như tại gia. Chúng con thành tâm cung thỉnh Ôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chánh Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chánh Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử, hôm nay tại đạo tràng tổ chức khóa tu học của Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ Hội đồng Phật Pháp, mà cũng là tổ chức chương trình kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu, mà Chư Tôn Đức Tăng Ni đã có lời tâm sự, đã có lời trầm tình, đã có lời khánh quế. Đó là một cái hình ảnh vô cùng cao quý, là một nền văn hóa đặc thù của chốn thiền môn trên quê hương Việt Nam 2000 năm qua. Nền văn hóa thiền môn đó đã một thời nuôi dưỡng và giảng dạy cho tất cả chúng ta phải biết nhớ ơn và đền ơn, phải biết tưởng niệm đến cái công đức sâu dày của dòng lịch sử lịch đại tổ sư trên quê hương Việt Nam 2000 năm đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang sống nơi hải ngoại, ấy vậy mà Chư Tôn Đức Tăng Ni vẫn không quên nền văn hóa giác ngộ nơi chốn thiền môn, để rồi có lời thăm hỏi sau 3 tháng an cư kiết hạ và khánh chúc tất cả chư pháp lữ tăng già luôn được thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ về giải thoát, làm bóng cây che mát hàng hậu học tiếp tục tiến tới để gìn giữ nền văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại này. Trước ân tình cao quý ấy, trước tấm lòng phụng hiến ấy, chúng tôi một lần nữa kiền thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và trân trọng kính cảm ơn đến Chư Đại Tăng một cách chân thành, trang nghiêm và quý kính. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni sau 3 tháng an cư kiết hạ, giới đức tinh nghiêm vun bồi giới thể được tinh khiết để tiếp tục tiến tu trên con đường đạo nghiệp thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Ấy là con đường hoằng pháp từ trong nước ra đến hải ngoại và tất cả các môi trường hoàn cảnh chúng ta đang có ngày hôm nay. Nguyện noi gương của Đấng Thế Tôn truyền dạy, nguyện
y giáo phụng hành những lời Đức Thế Tôn đã thuyết pháp, và nguyện y cứ trên những lời giáo pháp của Đấng Thế Tôn mà thăng tiến trên con đường đạo nghiệp. Kính mong quý ngài luôn luôn được khỏe mạnh, luôn luôn được tâm an và luôn luôn đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ trên con đường hoằng dương Phật pháp, để đem lại nhiều sự an lạc cho tứ chúng đệ tử Phật hôm nay. Cúi xin đảnh lễ chư đại tăng và chân thành cảm ơn tất cả quý ngài. Kính chúc quý ngài một mùa an cư kiết hạ, pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Đồng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử vô lượng a can các tường như ý. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Hòa Thượng Đại Chứng Minh cho lễ Tạc Pháp thánh tuệ quý hàng đệ tử học chúng con. Chúng con một lòng một dạ xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và xin đảnh lễ Hòa Thượng Tam Bảo. Nghi thức Vu Lan. Nam mô A Di Đà Phật.